Thuận Mua Vừa Bán.net xin kính chào quý anh chị. Hôm nay thì Thuận Mua Vừa Bán.net xin gửi cho quý anh chị một sản phẩm, đó là chiếc ô tô cũ mang nhãn hiệu Kia Bride, được sản xuất năm 1993 của hãng Kia Hàn Quốc và đăng ký lăn bánh lần đầu năm 1997. Chiếc Kia Bride này với giá là 45 triệu tại trang web của Thuận Mua Vừa Bán. Anh chị chỉ cần bỏ ra 45 triệu sẽ được sở hữu em Kia Bride này. I think that it doesn't be.